Em xin chào thầy và các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Nhật Thiên. Em năm nay 11 tuổi, em hiện tại đang học lớp 5 tại trường tiểu học Sâu Văn Hai, huyện Nông Sơn, tỉnh Phú Yên. Hôm nay em xin giới thiệu một trò chơi của em có tên là Hứng Táo, mà thầy cô và các bạn xem. Khi bấm vào lá cờ xanh, thì chúng ta sẽ điều khiển ghi ga bằng cách kiếm một mũi tên. Trái phải có các loại quả táo sẽ rơi từ trên xuống. Giga sẽ hứng những loại quả táo đó. Em còn có thêm vào các loại quả khác như quả chuối, quả bánh kem và quả và bánh mì. Các loại quả khi chạm giga sẽ thay đổi điểm một lượng tùy theo em cho. Ví dụ như quả táo thì em sẽ tăng 1 điểm, còn quả táo vàng thì em sẽ tăng 10 điểm. Còn các loại quả khác thì em tăng đến 2 điểm. Đặc biệt còn có một quả bom, khi rơi chạm vào giga sẽ thua cuộc. Khi chúng ta chơi xong màn 1 thì chúng ta sẽ được qua màn 2 và sẽ có một chữ chúc mừng bạn vượt qua màn 1 kèm theo 3 ngôi sao sẽ hiện lên và nhấp nháy. 3 ngôi sao này sẽ hiện lên tượng trưng là món quà sau khi chúng ta hoàn thành xong màn 1. Khi chuyển sang màn 2, khi điểm lớn hơn 30, 39 thì chúng ta sẽ chuyển qua màn 2. Sau đây em sẽ chơi và các loại quả sẽ trong màn 2 sẽ nhỏ hơn và sẽ rơi nhanh hơn, và sẽ có một ngôi sao khi em đợi 10 giây sẽ tạo bản thân của bản thân tôi chỉ có trong màn 2. Khi rơi chạm giga sẽ có màn bảo vệ giga khỏi những quả bom ở màn 2. Sau đây thì em xin chơi đến thắng. Bye.
Khi thắng thì sự thắng cuộc sẽ hiện lên và hai pháo hoa ở hai bên sẽ nổ, liên tục nổ. Và Giga sẽ liên tục nhảy tưng bừng. Sao em cảm thấy rất là vui khi sau khi em làm được bài này. Quả phần về phần nổi bật thì em về quả táo sau, em đã copy từ quả táo bình thường, quả táo đỏ, và em đã chỉnh màu tối lại và đã thêm hai con sâu vào. Em còn về quả bom thì em copy trên mạng và em chỉnh sửa theo ý của em. Nở một thì em là bầu trời xanh ở ban ngày, có mặt trời và những đám mây. Và ở màn hai thì em có thì là trời tối và có các vì sao và có một mặt trăng. Về phần chức năng, khi chạm vào táo đen thì Giga sẽ tím mặt và sau đó đợi 0,5 giây và chuyển sang trang phục Giga bình thường lại. Các quả táo sẽ xoay liên tục, xoay 4 độ khi trong khi đang rơi xuống. Em đã làm lập trình cho quả táo rơi là em đã liên tục đợi 1 giây tạo bản sao của bản thân tôi. Sau đó khi tôi bắt đầu làm một bản sao, em sẽ chuyển sang trang phục lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Sau đó em sẽ đi đến điểm đầu lấy ngẫu nhiên từ 240 đến 240. Sau đó em sẽ liên tục xoay phải 4 độ và thay đổi y một lượng trừ 8. Và về phần hai quả cuối cùng thì em đã làm âm thanh của khi chạm vào. Và phần nữa là em đã làm cho Giga di chuyển mượt mà, là em đã tạo ra bằng cách em đã tạo ra hai biến x phải và x trái. Và khi mũi tên phải được bấm thì ta sẽ thay đổi x phải một lượng 3,4, và nếu mũi tên trái được bấm thì ta sẽ thay đổi x trái một lượng trừ 3,4, và chúng ta sẽ liên tục đặt x phải thành x phải nhân cho 0,85, và ta sẽ thay đổi x một lượng bằng x phải, và chúng ta sẽ đặt x trái thành x trái nhân cho 0,85 và thay đổi x một lượng bằng x trái. Chữ thua cuộc sẽ khi thua sẽ lướt trong vòng 0,8 giây đến điểm 0 y x0 y9, và lướt trong vòng và sau đó lướt trong vòng 0,8 giây đến điểm x0 và y0. Hoạt động này sẽ liên tục hoạt động. Chữ thắng cuộc sẽ tạo ra hiệu ứng trails khi thắng cuộc. Hiệu ứng trails là chúng ta sẽ liên tục tạo bản sao của chữ thắng cuộc và chúng ta sẽ làm cho nó xoay tròn bằng cách đặt x bằng sin của sin nhân cho 14 và cos của sin nhân cho 16. Và về bản sao của nó, khi tôi bắt đầu là một bản sao thì chúng ta sẽ lặp lại 8 lần. Có nghĩa là khi mà bản sao có đủ 8 bản sao thì nó sẽ xóa bản sao, liên tục xóa bản sao đó ngay lập tức. Ở trong phòng bản sao thì chúng ta sẽ thay đổi hiệu ứng màu một lượng 25 và đổi kích thước một lượng 3. Khi sang level 2 thì hiện chữ chúc mừng bạn đã vượt qua màn 1 và kèm theo 3 ngôi sao biểu tượng cho sự chiến thắng của màn 1, và 3 ngôi sao này cũng là phần thưởng cho mà sau khi chiến thắng màn 1.
Khi còn một ngôi sao khi chạm vào sao sẽ chúng ta sẽ có một màn bảo vệ ghi ra khỏi những quả bom. Em đã lập trình cho sao rơi bằng cách em đã đi đến điểm đầu và đi từ điểm trừ 2x trừ 240 đến 240. Đó, em đã thay đổi x một lượng trừ 8 và làm cho nó liên tục rơi xuống cho đến khi đang chạm màu đất. Nếu đang chạm Vega thì em sẽ phát tin màn bảo vệ và ở phần màn bảo vệ khi nhận màn bảo vệ thì nó sẽ hiện và liên tục đi theo Vega và chỉ đợi 10 giây thì nó sẽ ẩn. Em đã cảm thấy rất vui khi sau khi làm xong mà bài này bằng sự sáng tạo của em, sự hướng dẫn của thầy thể và trên mạng và em đã tìm hiểu trên mạng. Khó khăn nhất là phần em chuyển từ màn 1 sang màn 2. Lần đầu em đã làm các nút play again và nút continue. Khi nút nhấn nút vào nút play again thì nhân vật ghi ra sẽ thì ta sẽ chơi lại từ màn 1. Còn nếu như bấm nút continue thì ta sẽ chuyển sang màn 2 và chơi tiếp. Nhưng thì khả năng em đã không đủ làm được. Và thầy sau khi trong buổi học tiếp theo thì thầy em đã hỏi thầy và thầy đã gợi ý cho em là sau khi xong màn 1 thì ta phải không thắng liền mà đến một điểm nhất định thì ta phải chuyển sang màn 2 và sau khi xong màn 2 thì ta mới có thể thắng cuộc hoặc làm thêm màn 3, màn học màn 4. Em thích nhất là phần ghi ga hay di chuyển mượt mà vì trong nó rất sinh động, đẹp mắt và làm hấp dẫn người chơi. Em dự định sẽ làm thêm nút pause và nút reset, nhưng em chưa có thời gian để nghiên cứu và em dự định sẽ làm nó vào trong tương lai. Em làm ra được sản phẩm này cùng các sáng tạo là nhờ kinh nghiệm chơi game của em và em đã lấy cái ý tưởng đó vào game của em đã tạo nên một sản phẩm và trò chơi riêng của em với sự hướng dẫn của thầy thể. Phần thuyết trình của em đến đây đã hết. Em xin cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của Nhật Thiên ha. Nhật Thiên để chế độ toàn màn hình đi con. Để share màn hình lại cho anh Minh dễ nhận xét nào. Thiên share màn hình lại. Rồi, rồi bây giờ thì đến với phần nhận xét của anh Minh nè. Con nói thầy là phần trình bày của bạn Nhật Thiên rất là tốt, nhưng mà có cái đoạn cuối có hơi chi tiết quá. À, con có thể nhận xét rõ hơn nè. Cái phần mà bạn giới thiệu về về các cái ý tưởng ấy thì con thấy hơi chi tiết đó. Rồi, bạn giới thiệu chi tiết luôn đúng rồi. Rồi, còn gì nữa nè con? Hay rồi ạ. Rồi. À, như vậy là bạn Nhật Thiên vừa rồi là trình bày về phần thuyết trình rất là tốt. Bạn trình bày hầu như là toàn bộ tất cả các cái nội dung đang có ở trong cái sản phẩm của mình, bao gồm là các ý tưởng cho từng nhân vật, cho từng phần và cách lập trình cho từng đối tượng ở trong sản phẩm của mình. Đây là phần giới thiệu chi tiết của con để cho các bạn dễ hình dung, dễ nắm lên, dễ nắm và tham khảo, thì đây cũng là một phần rất là tốt ha. Cho nên là Nhật Thiên á, thì hôm sau thì Nhật Thiên khi mà thuyết trình á, thì Nhật Thiên nên để chế độ toàn màn hình để cho cái phần chương trình của mình đó nó rõ ràng hơn, được chưa? Nó nhìn nó người người chơi dễ hình dung hơn, và đặc biệt là ở cái phần mà màn bảo vệ á, cái màn bảo vệ mà
Khi mà Giga hứng được cái ngôi sao để có cái màn bảo vệ và chạm bom, thì lúc đó là bom nó sẽ không có làm cho thua cuộc á, thì con nên demo cái chức năng này rõ hơn, được chưa? Con làm cho cái chức năng này rõ hơn để cho người chơi nhìn thấy được là khi hứng được, khi Giga mà hứng phải cái màn bảo vệ thì dù có chạm bom thì cũng không bị thua, được chưa? Thì chức năng này thì chưa có làm nổi bật lên, con chưa có thể hiện được nổi bật, con chỉ giới thiệu thôi, nhưng chưa có làm nổi bật ở trong quá trình mà con thực hiện cái trò chơi. Đó, do đó là trong mỗi hoạt động của mình giới thiệu thì mình đều phải thể hiện ở trên cái sản phẩm luôn. Đó, do đó là Nhật Thiên lưu ý khi lần sau mà đối với việc thuyết trình sản phẩm á, thì khi trình bày từng chức năng thì con cần lưu ý ha, mình nói đến đâu là mình phải thể hiện cái trên trên cái sân khấu đến đó, được chưa? Ví dụ như là hiện tại là con đang chơi chưa được, con đang chơi mà chạm bom bị thua thì con sẽ quay qua rồi khi chạm bom thì mình sẽ thua như thế nào. Còn nếu như mà đã đến thắng cuộc á, thì khi thắng cuộc thì pháo hoa nổ rồi á, là chữ thắng cuộc này sẽ có các hiệu ứng như thế nào đó, thì lúc này con phải để chạy trạng thái là cái chữ thắng cuộc đó nó có cái hiệu ứng đi kèm, và chúng ta sẽ giới thiệu về chức năng đó luôn, được chưa? Thuyết trình cho người chơi người nghe nhìn thấy rõ từng chức năng. Trong đây thì sản phẩm của con rất là sáng tạo, con đã bổ sung nhiều cái chi tiết bao gồm cả hiệu ứng nè, va màng và các cái ý tưởng khác do con tìm hiểu thêm. Phần này thì thầy con rất là thầy rất là khuyến khích con thực hiện trong cái sản phẩm của mình, và những dự định của con á, ở cái phần sắp tới á, là con sẽ cải tiến thêm một số chức năng á, thì con sẽ sắp xếp thời gian và con hoàn thiện cái sản phẩm, sau đó thì con gửi lên trên lớp để cho các bạn cùng tham khảo ha. Rồi, chúc mừng phần thuyết trình của Nhật Thiên. Em cảm ơn thầy đã nhận xét.